Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Như thường lệ, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số tin tức về Cộng đồng ASEAN thời gian qua. Diễn ra tại Manila từ ngày 7 đến 11 tháng 9, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhằm giúp tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và hội nhập thương mại, cũng như đầu tư ở khu vực Đông Nam Á và các nước đối tác. Đáng chú ý, các bên đã hoàn tất đàm phán về một hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc. Trong thời gian diễn ra hội nghị, các bộ trưởng thương mại và kinh tế ASEAN đã tập trung thảo luận về vấn đề thương mại tự do và đầu tư, cũng như kế hoạch Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025. Bên cạnh đó, các bộ trưởng ASEAN cũng đã có các cuộc gặp với đại diện 9 nước đối tác để trao đổi quan điểm về tình hình phát triển kinh tế trong khu vực và trên thế giới, thảo luận về các thỏa thuận thương mại và cơ chế hợp tác kinh tế với ASEAN. Các bộ trưởng ASEAN cũng đã có cuộc họp với đại diện các nước Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc để thảo luận về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Tuy nhiên, tại cuộc họp, các bộ trưởng thừa nhận mục tiêu kết thúc đàm phán để đạt được thỏa thuận trong năm nay là không khả thi. Dù vậy, các bên cũng đã thảo luận cách thức để đẩy nhanh quá trình thương lượng này. Một kết quả tích cực khác tại hội nghị lần này là việc ASEAN đã hoàn tất đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do và một thỏa thuận đầu tư liên quan tới đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc. Dự kiến hai bên sẽ chính thức ký FTA và thỏa thuận đầu tư này vào tháng 11 tới tại hội nghị cấp cao ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 12 đến 16 tháng 9, Hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN lần thứ 14 được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Năm nay, Thái Nguyên vinh dự đại diện cho Việt Nam tham gia gian hàng với chủ đề Thành phố đẹp, cùng với các nước thành viên trong khối ASEAN đã mang đến hội chợ những nét đặc trưng tiêu biểu của mỗi quốc gia. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, tỉnh Thái Nguyên đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về nhân lực, vật lực, lập kế hoạch, xây dựng và thiết kế gian hàng quốc gia để tham gia hội chợ. Đến với hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 14, thì tỉnh Thái Nguyên là vẫn mang chủ đề là quảng bá chính là về cái hương sắc trà Thái Nguyên đệ nhất danh trà. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng quảng bá cái tiềm năng về du lịch, về thu hút đầu tư, về văn hóa đến với du khách quốc tế. Với quy mô 180 m², gian hàng có chủ đề Thành phố đẹp đã góp phần quảng bá tiềm năng thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch của Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã mang đến hội chợ những sản phẩm tiêu biểu của địa phương nhằm giới thiệu tới bạn bè quốc tế về vùng đất Thái Nguyên đầy tiềm năng. Tham gia cái hội chợ năm nay thì công ty chúng tôi mang những cái sản phẩm tiêu biểu nhất, nó đặc trưng nhất. Ví dụ như cái sản phẩm mà chúng tôi đã được dự thi ở bên Canada đạt giải, đó là cái sản phẩm trà ô Blooming Bud và cái sản phẩm trà Đinh Đinh. Sản phẩm trà tiếng vua. Mang đến hội chợ lần này thì công ty Dũng Tân muốn quảng bá thương hiệu của mình đến với cả các nước ASEAN và các nước quốc tế về một thương hiệu không chỉ có chanh đá quý mà còn có cả về cả du lịch nữa. Ngoài các dòng sản phẩm trà nổi tiếng, gian hàng triển lãm của Thái Nguyên cũng mang đến một không gian trình diễn nghệ thuật pha trà và thưởng trà đặc sắc, để lại ấn tượng cho các du khách tham quan. Tôi đã thử và cảm thấy hương vị trà rất là ngon. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được thưởng thức trà. Ở Lào, tôi đã nhiều lần mua sản phẩm của các bạn và tôi thật sự rất thích. Tôi đã nghe một vài người bạn giới thiệu trà của Việt Nam rất nổi tiếng, vì vậy tôi đã thử và thật sự rất ngon. Tại hội chợ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đến thăm khai trương gian hàng Thành phố đẹp của Việt Nam. Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tốt với Cục Xúc tiến Thương mại trong việc tổ chức và triển khai chương trình hội chợ, góp phần quảng bá hình ảnh cũng như các sản phẩm của Thái Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế. Hội chợ ASEAN Trung Quốc hàng năm là một sự kiện xúc tiến thương mại lớn, có thể nói là lớn nhất trong khu vực giữa các nước ASEAN và Trung Quốc. Do vậy, việc các doanh nghiệp Thái Nguyên mang đến hội chợ những sản phẩm hết sức đặc trưng, những sản vật tiêu biểu không chỉ của Thái Nguyên mà còn là sản vật tiêu biểu của Việt Nam sẽ là cơ hội thuận lợi để tiếp cận với thị trường Trung Quốc rộng lớn và bên cạnh đó là thị trường của 9 nước ASEAN còn lại. Trong khuôn khổ hội chợ đã diễn ra các chương trình hội thảo xúc tiến đầu tư giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, hội thảo hợp tác kinh tế biên giới Việt-Trung lần thứ 2.
đặc biệt là hội nghị giao thương các doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc với sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, Thái Nguyên có trên 30 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Thái Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác giao thương, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ sang thị trường Trung Quốc và các nước khác. Hạ viện Liên bang Mexico phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Mexico, gồm Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, đã tổ chức khai mạc tuần văn hóa kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tại trụ sở Hạ viện. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều nghị sĩ, chủ tịch nhóm các nghị sĩ hữu nghị với ASEAN, cán bộ ngoại giao của các quốc gia ASEAN và gần 100 sinh viên đại diện cho các trường đại học của Mexico. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mexico, nghị sĩ Victor Jocana đánh giá đây là một hoạt động ngoại giao nhân dân ý nghĩa giúp đưa nhân dân hai bên xích lại gần nhau, góp phần tạo tiền đề vững chắc để thúc đẩy quan hệ hai bên trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Nghị sĩ Jocana khẳng định phát triển quan hệ với các quốc gia ASEAN, đặc biệt là thương mại và đầu tư, nằm trong chiến lược đa dạng hóa thị trường của Mexico. Giữa Mexico và ASEAN có nhiều điểm tương đồng về chính trị và an ninh toàn cầu và cùng chia sẻ những nguyên tắc, mục tiêu trên các lĩnh vực dân chủ, an ninh, môi trường, hòa bình và phát triển. Tại hội thảo về ASEAN, đại sứ các nước ASEAN đã trình bày về lịch sử, quá trình hình thành của Hiệp hội, cộng đồng ASEAN, cộng đồng kinh tế ASEAN, sự kết nối trong ASEAN và định hướng phát triển của Hiệp hội. Phát biểu tại hội thảo, đại sứ Việt Nam tại Mexico Lê Linh Lan đã nêu bật vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, trong đó đề cao và nhấn mạnh vai trò của ASEAN nói chung, những đóng góp của Việt Nam nói riêng trong việc giữ vững ổn định, hòa bình, thịnh vượng và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế năng động của châu Á-Thái Bình Dương. Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng tắm chung dòng nước Mekong, hai dân tộc Việt Lào đã chia ngọt sẻ bùi trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tình cảm thiêng liêng ấy đã trở thành một hình tượng đặc sắc trong sáng tác nghệ thuật. Để từ đó, hàng trăm bài hát ca ngợi về tình đoàn kết, về quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào đã ra đời. Đêm chung kết cuộc thi sáng tác các ca khúc ca ngợi mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào Việt Nam. Để có cuộc thi này, ban tổ chức chỉ cần 6 tháng phát động là đã nhận được trên 100 ca khúc dự thi ở các thể loại đơn ca, song ca và tốp ca của các tác giả không chuyên và chuyên nghiệp trên khắp cả nước. Điều này là minh chứng cho thấy tình cảm đặc biệt mà người dân Lào dành cho đất nước và con người Việt Nam là không hề nhỏ. Tất cả đều phải xuất phát từ trái tim thì mới có thể sáng tác ra được các ca khúc hay, nghĩa là nó phải xuất phát từ trái tim của người Lào. Lúc nào cũng luôn ghi nhớ công ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giúp đỡ cách mạng Lào từ thời kỳ chiến đấu cứu nước cho đến bây giờ. Tôi cho rằng đó là lý do chính khiến cho mỗi cuộc thi sáng tác các ca khúc ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị Lào-Việt đều có rất nhiều tác giả gửi ca khúc tham dự. Từng học phổ thông rồi học tiếp âm nhạc tại Việt Nam. Trong suốt cuộc đời sáng tác của mình, nhạc sĩ Duong Misay Likaya đã dành nhiều thời gian để viết các bài hát ca ngợi về mối quan hệ Lào-Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến nay, ông đã có khoảng 8 bài hát về quan hệ hai nước, trong đó có hai bản giao hưởng nổi tiếng là Hồng Hà Cửu Long và Hồ Chí Minh Mặt Trời Soi Sáng Muôn Đời. Dù đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn miệt mài sáng tác, bởi đối với ông, đó là trách nhiệm với những người đã hy sinh vì nền độc lập của hai dân tộc, là tình cảm tự nhiên xuất phát từ trái tim của những con người luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi với nhau trong mọi hoàn cảnh. Hai nước Lào, Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, bên đây và bên kia đều là anh em, không thể tách rời nhau, sướng khổ vui buồn có nhau, cùng nhau trải qua bao trận chiến chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Vì vậy tôi cho rằng việc người dân hai nước có những ca khúc ca ngợi tình hữu nghị tốt đẹp là điều đương nhiên. Tôi thấy rằng thời kỳ nào cũng có những ca khúc hay, vì tác giả thì sáng tác bằng trái tim, ca sĩ cũng hát bằng trái tim và người nghe cũng nghe bằng trái tim. Vì vậy chúng ta có rất nhiều ca khúc hay ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị Lào-Việt, Việt-Lào. Trải qua những năm tháng đồng cam cộng khổ, sát cánh bên nhau trong cuộc chiến chống lại kẻ thù chung, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đã hàng trăm bài hát hay của các nhạc sĩ hai nước viết về quan hệ Việt-Lào ở mọi thời kỳ, trong đó không thể không kể tới các bài như Tình Việt-Lào của nhạc sĩ Hồ Hữu Thới, hay bài Sải Chay Lào-Việt, Tiếng Việt Làm Mối Tình Lào-Việt của nhạc sĩ Hùng Kênh Lát Thả Nạ Vung Xạ. Những ca khúc này hiện vẫn được sử dụng phổ biến trong mọi sự kiện lễ hội tại Lào.
Chuyên mục Cộng đồng ASEAN xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.